lái xe, chủ hàng tiến thoái lưỡng nan. Sau nhiều tuần các lái xe, chủ hàng vật lộn với ùn ứ nông sản, hoa quả, gương mặt họ nặng trĩu lo âu, khắc khoải chờ đợi hàng được mau chóng xuất bán sang Trung Quốc. Chiều ngày 26 tháng 12, duy nhất cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc thông quan được chừng 100 xe chở nông sản. Tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, nông sản chưa được đưa sang Trung Quốc. Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng cùng 5 cửa khẩu phụ khác vẫn chưa có hoạt động giao thương. Chính vì vậy, lượng ô tô chở nông sản, trái cây vẫn tiếp tục đổ về hướng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Khi biết anh Võ Anh Tuấn, sinh năm 1986, trú tại thôn Lâm Lan, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đêm ngày 16 tháng 12, khi đang đổ xe container chở hàng thanh long ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, không may bị cháy xe. Ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng, một số doanh nghiệp. Đơn vị chức năng làm việc tại cửa khẩu và người dân địa phương đã quyên góp được gần 250 triệu đồng ủng hộ, giúp anh vơi bớt khó khăn. Tại bãi trung chuyển Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc vẫn còn trên 1.300 xe container đổ đậu. Ở phía ngoài, gần cổng ra vào, anh Nguyễn Trương Trung Quốc, sinh năm 1975, quê ở Tiền Giang, lái xe biển kiểm soát số 63C10087 nhấp nhổm trong cabin, chốc lát lại ra khỏi xe ngóng về phía biên giới. Anh chở gần 23 tấn mít từ quê đến đây, đã phải nằm chờ đến ngày thứ 14. Tôi cùng 4 đồng nghiệp chở thuê trái cây cho một chủ ở Tiền Giang đến Lạng Sơn thì vướng vào ùn tắc. Số nước của tôi là 1.800, như vậy còn khoảng 2,3 ngày nữa mới đến lượt xe rời bãi trung chuyển đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để xếp hàng tiếp. Trước khi được thông quan hàng hóa qua biên giới Việt Trung, anh Quốc tâm sự. Anh Quốc đang trò chuyện với tôi, bỗng có tiếng gọi hỏi phía sau, trên thùng lạnh còn gì ăn không vậy? Anh Quốc đáp khẽ, hôm nay chỉ còn 2 con cá mắm thôi, chiều nay thì nhịn rồi. Nói đoạn, anh Quốc cho biết, cùng cảnh ngộ với anh còn hàng nghìn lái xe các tỉnh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Tiền Giang, Nghệ An, Bình Định đang tắc ở bãi trung chuyển. Các tài xế chịu cảnh thiếu thốn, ăn ngủ tại chỗ để trông coi hàng hóa và nhích xe lên cửa khẩu. Đi cùng anh Quốc là anh Lê Văn Thiện, hai người đàn ông thay nhau người trong xe, người chợp mắt. Khoang lái 2 mét vuông với tấm đệm chỉ đủ một người nằm phía sau cánh lái trở thành nơi ngủ nghỉ của họ đã nhiều ngày. Để tiết kiệm tiền, chúng tôi góp gạo thổi cơm chung. Cùng chung cảnh ngộ nên nhiều anh em đến bữa, ghé vào xin bát cơm, chúng tôi đều vui vẻ san sẻ, anh Thiện tâm sự. Ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc công ty cổ phần vận tải thương mại CPVTTM Bảo Nguyên cho biết, bắt đầu từ ngày 23 tháng 12, bãi Bảo Nguyên ở cửa khẩu Tân Thanh sẽ giảm 50% tiền lưu bến nếu ngày thứ 2 đến ngày 10, còn từ ngày thứ 10 trở đi sẽ được giảm 70%. Theo anh Thiện, những tài xế ở đây ít thì 2 đến 3 ngày, nhiều thì cả tuần nay chưa tắm vì thiếu nước. Tranh thủ ban trưa nắng hanh, ấm áp mọi người rủ nhau vệ sinh thân thể ở góc kính. Vấn đề vệ sinh thì rất bí bách. Ở bãi trung chuyển này, không có nhà vệ sinh di động nên tối đến, ban trưa vắng vẻ thì ù ra bãi đất cốc đồi có bụi cây để xả. Biết là ô nhiễm môi trường nhưng không còn cách nào khác, anh Thiện nói. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.